Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi của người cá Tiun. Người cá Tiun sẽ hướng dẫn hai em chơi cùng với nàng tiên cá Buka, sẽ xem ai sẽ là lụm được nhiều cannonball đi ha. Bây giờ tôi sẽ quăng ba quả này xuống nước, ai lụm nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Rồi, lụm cannonball đi. Mời xuống, ai lụm nhiều nhất là người chiến thắng. Quick play, quick play. Nhanh chứ lắm. Trời. Anh trời Ly Ca đã chiến thắng lụm một lúc 4 quả cannonball. Trời ơi, đừng có xa lát, đừng có xa lát. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với lớp học lặn người nhái của người cá Tiun. Sau đây một em bé sẽ biểu diễn lặn bằng ống thở cho các bạn xem. Rồi, mời em bé hãy lặn đi. Đeo ống thở vô. Ống thở tiếng Anh gọi là gì vậy em bé, nhớ không? Have Stockle. Nhớ không? Have. Rồi, em bé hãy biểu diễn lặn lẽ đi. Rồi, em bé đeo vô, lặn xuống, lụm hết bong bóng dưới hồ bơi cho người cá. Người cá quăng bong bóng rồi em bé lặn xuống. Định. Lúc mà lên á, hít hai hơi xong lặn xuống, lụm xong rồi ngóc đầu lên đúng không? Ngóc đầu lên lửng lửng mặt nước thôi. Thổi mạnh ra, phù cho nước văng ra bên ngoài. Là rồi bắt đầu hít hơi vô tiếp, hiểu chưa? Đây, hít hai hơi xong lặn xuống, hít hai hơi vậy nè. Xong rồi nín thở, lặn xuống, lụm bong bóng. Ngoi đầu lên. Thổi hỉ mạnh ra một cái để nước văng ra khỏi cái ống rồi bắt đầu thở tiếp ha. Bắt đầu vô. 1 2 3. Hỉ ra, hỉ nước ra đó. Rồi hít hơi vô đó, rồi thở ra bằng lỗ mũi bình thường. Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng lỗ mũi bình thường. Đau cái này quá. Em bé là đây chỉ cho em bé. Em bé thấy hai cái này không? Hai cái máu này không? Trời. Hai cái máu này là ngậm qua hai bên hàm, hiểu không? Ngậm vô, ngậm nhẹ thôi, không cần phải cắn chặt nha. Rồi chủ yếu là mình hít hơi vô. Thả mấy chục cái bong bóng đi. Rồi bắt đầu trò chơi lặn tìm kho báu của người cá xin được phép bắt đầu. Đây là lớp dạy lặn bằng nước cồ của người cá Tiun. Bắt đầu. 1 2 3, lặn xuống. Xong chưa, lụm hết chưa? Lặn sâu xuống, nín thở lặn sâu xuống, hít hơi vào xong rồi nín thở lặn xuống, lụm lên. Hỉ nước ra bằng miệng. Ok. Được rồi, tốt rồi, nhưng mà em đã quen chưa? Chưa, đau quá. Đau cái gì? Đụng vô cái răng hả? Bụi đang súng răng hả? Vậy, nhổ răng rồi cái răng này bên đây bị tác động vô nè. À, mới nhổ răng đúng không? Thôi vậy thôi, đừng có ngậm vô đau. Rồi biết rồi đúng không? Cho ngậm đi. Ờ, ngậm nhẹ nhẹ thôi. Bè cái miếng nó ra bên rồi đó. Được rồi đó. Rồi nằm nổi trên mặt nước, úp mặt xuống. Nằm sắp úp mặt xuống. Rồi thở đi, tập thở đi đó. Đó, hít vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Hít vô miệng, thở ra bằng mũi đó, được rồi đó. Đúng không? Được không? Ống thở người cá là ống thở xịn nhất luôn á.
dễ thở nhất luôn. Đừng có để chìm, nhớ là con mắt mình mà nó chìm qua khỏi cái nước sâu quá là cái ống của mình nó cũng bị chìm sâu, mà em hít vô một cái là nước vô trong miệng, nhớ không? Nhớ không? Bị uống nước phải không? Ờ, nhớ rồi, vậy tốt. Rồi, tập đi. Người cá xuống nước đây. Do not climb over the top. Do not hold the side of the wall. Là sao? Giải thích cho các bạn nghe giùm tiêu hôn coi. Là không được leo lên trên qua cái đó. Không được. Dục giống như cầm này nè. Để tăng thêm thể lực cho đôi tay, chúng ta cần phải tập leo núi. Và đây là trò chơi leo núi. Bắt đầu. Người nhái làm được không? Không. 1, 2, 3. You're never gonna make it. Rồi, xong. Thôi, thở này. Thổi. Thôi. Bạn ấy đang chinh phục độ cao. Bạn ấy đang lên. Bạn ấy sắp lên được rồi. Cố lên. Cố rồi. Bạn ấy đang được bám được một nơi quan trọng nhất ở trên vách tường. Lên thêm nấc nữa. Để lên nấc nữa. Ê, bé Hằng bước lại đây coi. Nè. Yeah. Damn. I want to try. Sắp rồi, sắp xong rồi, sắp ra rồi. Sắp lên rồi. Lên, cố lên, còn một nấc nữa bạn ấy sẽ là người chiến thắng. Come on. Cố gắng lên. You can't beat my target. I know you can't. Yes. Can I do rồi, tới phiên em lên. Tới phiên em lên. He's not in our team. Rồi, chúng ta hãy cùng xem anh này có lên nổi không. Anh này đang lên, anh này đang cố gắng. Mấy em nhỏ xích ra. Cố lên, lên gần tới rồi. Lên được mức thứ 2 rồi. Và bây giờ bạn ấy chuẩn bị lên mức thứ 3. Các bạn ơi, hãy cổ vũ bạn ấy đi. Đây nha, 1, rồi. Lên được mức thứ 2 rồi. Can I do it? Bây giờ tới người cá. Bây giờ tụi em phải quay anh chứ, nãy giờ anh quay muốn hết hết phim luôn rồi nè. Em quay cho anh đi. Leo hai con cá sao leo siêu quá. Người cá có thể làm được tất cả. Bây giờ người cá sẽ leo lên đây. Em quay khúc này nè, anh thấy nó được không? Mount Everest. 1, 2, 3. Con hào sụp đó. Oh my god, she is strong. Oh my god. Thôi người cá mà, trò chơi người cá mà vậy mới hay. Bắt đầu tới phiên bạn tiếp theo. Bạn ấy có làm được không? Hãy cố gắng lên. Trò chơi người cá leo tường hay đó nha.